Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam vừa có báo cáo gửi Văn phòng Chính phủ và kiến nghị Thủ tướng xem xét bổ sung thêm đối tượng người lao động cần được hỗ trợ do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Một trong những nội dung đáng chú ý là kiến nghị miễn đóng bảo hiểm y tế đối với người lao động và doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Đối tượng áp dụng là người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc, nghỉ việc không hưởng lương tại các doanh nghiệp, cơ sở giáo dục dân lập, tư thục, cơ sở giáo dục công lập, tự bảo đảm chi thường xuyên ở các cấp mầm non, mẫu giáo, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông bị tạm ngừng hoạt động để phòng dịch. Thời gian miễn đóng tối đa 8 tháng, tính từ tháng 6 năm nay đến tháng 1 năm sau.